Nam Khánh xin kính chào quý vị và tiếp tục video ngày hôm nay em lại gửi đến quý vị những cái sản phẩm mới về bên Nam Khánh Audio. Anh em xem video nhớ nút đăng ký kênh để ủng hộ Nam Khánh cũng như là để theo dõi những cái mặt hàng mới về bên em. Hôm nay em giới thiệu đến anh em một chiếc âm ni Harman Kardon A660 và một đôi loa Canton Karat 30. Sau đây em xin đi cụ thể với anh em cái mặt hàng hôm nay. Nhiều đông lắm Hà Nội tiếp đi qua. Đầu tiên em xin được giới thiệu đến anh em một chiếc âm ni Harman Kardon A660. Đây, như anh em thấy đây. Hàng này là hàng mạng về đẹp xuất sắc anh em nhé. Tất cả zin và hoạt động hoàn hảo. Âm ni có volume tổng ở phía bên phải, nâu nớt đây, chế độ stereo mono, ba lăng cân loa, chép bass và đánh cầu loa AB, có nghĩa speaker 1 và speaker 2. Anh em ấn vào thì là hoạt động, còn đâu nhả ra thì là tắt đi. Các cổng vào tab 1, tab 2, aux, tuner và follow. Con này thì nó sẽ có cả cổng MM và MMC để cho anh em mà chơi những cái kim than MMC thì ấn ở đây. Em thì em không có chơi đĩa than mấy cho nên là cái này thì em có giới thiệu cho anh em. Máy chạy 8 sò than của Toshiba, hai cánh, cánh 2 vít. Máy rất là nặng anh em nhé. Tất cả nguyên zin và hoạt động hoàn hảo. Nguồn biến thế rất là lớn và 4 tụ lọc to. Em quay cho anh em cái phía sau. Âm ni được trang bị tất cả các cái rắc AV đều là rắc mạ vàng hết anh em nhé. Đây, như anh em thấy đây. Công suất rất là lớn, đánh loa trở kháng từ 4 đến 16 ôm và từ 8 đến 16 ôm khi anh em đánh cả hai cổng AB nhé. Đây là tem của em nó đây, Harman Kardon model A660, điện 100V, công suất 235W, hàng Mỹ, sản xuất tại Nhật Bản. Đây nó sẽ có ghi rất rõ đây nha anh em nhé. Hàng Mỹ, sản xuất tại Nhật Bản. Đó. Tất cả các rắc AV mạ vàng còn sáng loáng em nhé. Tất cả còn nguyên bộ luôn rồi nha. Đây. Có hai dàn tản nhiệt xương cá rất là lớn. Mỗi dàn này là 8 con sò ở dưới đáy nha anh nhé. 4 con sò ở dưới đáy, 2 con là 8 sò nha anh nhé. Máy mặt nhôm, núm nhôm, đẹp xuất sắc không tì vết. Còn đây là cái lắp lưng của nó đây anh em. Em tháo ra để quay cho anh em cái ruột gan nội thất bên trong. Con này còn cực là đẹp luôn. Dòng này thì dòng lớn, anh em có thể chơi những cái loa từ bookshelf đến bass 30 chơi tốt luôn. Nước sơn nó vẫn còn đẹp như này mà nha. Tất cả là zin từng con ốc anh em nhé. Và hoạt động hoàn hảo luôn. Harman Kardon A660, điện 100V, công suất 235W, 8 sò than. Tiếp theo em gửi đến anh em một cặp loa Canton Karat 30, sở hữu cấu hình 1 bát 20cm, gân là gân cao su, tất cả là gân zin anh em nhé. Trên củ loa nó sẽ dập nổi một cái logo của Canton. Tép cũng vậy, một tép titan. Chất này thì rất là hay rồi, quảng cáo nhiều rồi. Tép titan cực kỳ hay luôn. Loa thì còn đẹp góc cạnh. Em sẽ quay cho anh em từ trước đến sau và từ cái tem mác cọc loa các thứ luôn. À, Canton Karat 30 trừ kháng 4 ohm, công suất là 110W một loa, trừ giải tần là từ 30 đến 30.000 Hz. Series 789. Hàng sản xuất tại Tây Đức anh em nhé. Em zoom lại cho nó rõ. Đây. Hàng sản xuất tại Tây Đức anh em nhé. Trên cái cọc loa nó cũng có dập chữ Canton luôn. Đây là cầu loa của nó, rất là gấu. Cọc loa rất là to, anh em dần chơi nhìn phát biết ngay. Mặt bề mặt này là bằng nhung, sờ rất là mịn. Đấy. Và chiếc bên này cũng vậy, một bát 20, một chép, tất cả các tuyến loa đẹp xuất sắc và zin toàn bộ, chép đôm titan. Những cái nón loa chép này còn rất là căng mọng anh em nhé, không bị móp. Đấy, cái đấy là cái điều rất quý của những cái đôi thép titan. Đó, em quay cho anh em cả phía sau. Zoom vào cho nó nét. Đó. Đây. Karat 30, 110W, 30 đến 30.000 Hz. Series 785. Series của con này rất là gần kề với cả cái con bên kia anh em nhé. Một nô sản xuất của nó thì nó nhiều khi nó sẽ series sẽ cách xa nhau rất nhiều, nhưng con này là từ 85 đến 89 là rất là gần. Đấy, sản xuất ở Tây Đức, cọc loa âm dương. Tổng thể cặp loa còn rất là đẹp anh em, và nguyên zin toàn bộ. Cặp này thì anh em sẽ chơi được ở những phòng tầm 30m² đổ lại anh em nhé, thích hợp với những anh em chơi nhạc cụ không lời và những anh em chơi nhạc vàng, nhạc tiết tấu chậm và chính xác. Một cặp bookshelf rất đáng chơi của Canton. Hãng Canton thì rất là nổi tiếng của Đức rồi, nó là một trong những cái hãng đứng đầu. Nó với cả Canton và Isophon là hai hãng loa gần như đứng đầu của Đức rồi. Cặp này thì nó còn một đời nữa là Karat 300. Nó vẫn cấu hình như này, một bát 20, một chép, nhưng mà nó sẽ có thêm một đôi chung, nghĩa là một chiếc chung đây nữa, mỗi bên một chiếc chung. Đấy. Nhưng cặp đấy thì với cái giá thị trường thì nó rất là cao anh em ạ, tầm 12 triệu cặp đấy. Còn với những anh em chơi cặp này thì lại rất là kinh tế, bởi vì cái giá nó chỉ bằng 1/3 của đôi Karat 300. Mặc dù cấu hình bát chép giống nhau, chỉ khác là thêm một chiếc chung nữa ở một bên ngoài. Đấy. Và sau cùng em xin báo giá với anh em những cái sản phẩm ngày hôm nay. Chiếc âm ly Harman Kardon A660, tình trạng hàng mạng đẹp xuất sắc, nguyên zin và hoạt động hoàn hảo. Bên Nam Khánh đang bán là 5.500.000 đồng anh em nhé. Anh em có thể thấy đẹp xuất sắc. Cặp loa Canton Karat 30 bên Nam Khánh đang bán là 4.200.000 đồng. Tất cả là nguyên zin toàn bộ anh em. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ Nam Khánh, số điện thoại 0972 451 489, địa chỉ ngã tư Cổ Nhuế, Phạm Văn Đồng, Hà Nội, có ship toàn quốc và không bao gồm phí ship. Cảm ơn anh em đã xem video. Em xin kết thúc video tại đây.